Các bạn, hôm nay ngày 27 tháng 3 năm 2024, shop Hân My xin giới thiệu mẫu Twitter R10, khung carbon, phụ carbon, cốt viên carbon, ghi đồng vô tăng nhôm, bánh trước, bánh sau, bánh nhôm. Xe được trang bị tổng cấu hình là 2 đĩa và 11 clip. Màu sắc xe đang có các màu như sau, đủ tất cả các màu theo catalog. Size xe em đang có đủ tất cả các size theo catalog, 46, 48, 50, 52, 54 luôn. Đó, cho những bạn nào cực kỳ cao, cao trời chót vót luôn, có luôn. Tất cả các màu, các size em đều bán với giá 13 triệu 500 ngàn. Bây giờ shop em sẽ tiến hành quay cận cảnh chi tiết cấu hình xe cho bạn xem. Phần đầu tiên, để nhận diện được xe mới thì chúng ta nhìn vào phần sườn, không có hai lỗ hai bên và dây âm ghi đông mẫu mới. Tay đề xe được trang bị tay đề Mitsubishi 2 đĩa và 11 clip. Tay đề lắc Mitsubishi 2 đĩa và 11 clip. Tay đề này cũng mẫu mới luôn nha các bạn nha. Mẫu cũ là cái chữ trên tay đề là màu đỏ, mẫu mới cái chữ Mitsubishi là màu đen chìm. Các bạn nhìn kỹ mới thấy nha các bạn nha. Nó có cái chữ ở đây, quay đây cho thấy dễ nè, đó có chữ Mitsubishi chìm, bạn nhìn thấy nha, Mitsubishi chữ chìm màu đen. Ghi đông bô tăng nhôm, dây âm ghi đông mẫu mới, nghe âm thắng gom Techo. Khung carbon và phụ carbon, bánh nhôm 2 đĩa và 11 clip. Twitter R10. Nền nhôm màu vàng. Con này lên hình đầu tiên là con màu vàng cho bạn dễ coi nha các bạn nha. Cùi đề đĩa xe được trang bị cùi đề đĩa Mitsubishi dò dĩa BR6 Zenith. Sơn xe được trang bị sơn Sumit sơn 11. Dò dĩa BR6 Zenith 50-34. Sơn 11 Sumit. Cùi đề đĩa Mitsubishi. Clip hạ 11 tầng. Cùi đề clip Mitsubishi 2 đĩa và 11 clip. Cầm lá hẹ, bánh bạc đạn, đùm bạc đạn Mitsubishi. Vỏ xe được trang bị vỏ 700x25 Mitsubishi. Ngàm gom Techo, cục gom Techo. Ngàm thắng gom dễ xài và dễ sử dụng. 2 đĩa và 11 clip, đùm Mitsubishi cối nổ. Cùi đề clip Mitsubishi, cùi đề đĩa Mitsubishi dò dĩa Zenith BR6. Giá xe 13.500.000, bao ship. Tặng cho bạn gọng bình nước, đèn trước, đèn sau. Vỏ xe được trang bị vỏ Innova, xe vỏ 700x25. Tem nền, tem lửa. Tem lửa là sao? Bật đèn và tắt đèn, bật đèn. Các bạn để ý tại chỗ này, ban ngày, ban đêm cái tem nó sẽ sáng nhiều hơn. Tắt đèn, bật đèn, tắt đèn. Cái đèn của trên cái chữ nè, đây cái chữ này nè. Đấy. Chúng ta khi chúng ta bật đèn rọi vào cái chữ này sẽ ra màu, các bạn thấy không? Màu sắc rất đẹp luôn. Gọi là chữ phản quang. Đó, tắt đèn thì cái chữ đen thui thùi lùi đó nha các bạn nha. À, bánh bạc đạn. Vỏ 700x25 van vòi hạt gạo. À, nền Mitsubishi, đùm Mitsubishi. Nền nhôm, đùm nhôm. Bánh trước, bánh sau dùng ti bật tháo mở nhanh, dễ dàng tháo mở luôn nha các bạn nha. Dễ tháo mở hơn mấy chục phút luôn nha các bạn nha. Kiểu dáng rất đơn giản, dễ dàng tháo mở, dễ sử dụng. Nền nhôm, ngàm thắng gom, khung sườn carbon và phụ carbon. Màu vàng, giá xe 13.500.000. Địa chỉ mua hàng
184/8 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng 0937009995, 0984649676, Twitter R10. R10 nha các bạn, xíu nữa lên R5. R5 có bảng thắng gom và bảng thắng đĩa cho các bạn luôn nha các bạn nha. Nhưng mà vẫn khuyên các bạn xài thắng gom, dễ xài, dễ sử dụng hơn nha các bạn nha. Khung sườn carbon, phụ carbon, cốt yên carbon, ghi đông bộ tăng nhôm, bánh nhôm, 2 đĩa và 11 clip. Giá xe 13.500.000, bao ship, tặng gọng, bình nước, đèn trước, đèn sau, bánh bạc đạn, cối nổ, test cối nổ cho các bạn nghe nha. Cối nổ rất là hay, tiếng vừa đủ nghe. Cầm lá hẹ. Các bạn mua xe vui lòng tới địa chỉ 184/8 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua xe 0937009995, Twitter R10. Giá xe 13.500.000, bao ship. Chào bạn, chúc các bạn một buổi chiều tối vui vẻ. Đó, bây giờ là R5, R10, T2, T3, T15, R99, R100 em bán bằng giá hết. R gì cũng một giá, không có R nào hơn R nào nha các bạn nha. Xe Twitter nó chỉ hơn nhau giá là bộ rúp. Thí dụ R10 này rì cho bích giá này, R5 rì cho bích và R10 rì cho bích bằng giá nhau. Nhưng mà R5 105 sẽ mắc hơn R5 rì cho bích, mắc hơn R10 rì cho bích. Nhưng R10 105 và R5 105 hai con cấu hình giống nhau, bằng giá nhau. R12 cũng một giá, T3 cũng một giá, T2 cũng một giá, R99, R100, R ngũ quý 9 luôn cũng một giá, không khác giá nhau nha các bạn nha. Các bạn đừng để bị lừa. Và hàng Twitter dạo này công ty làm thêm mã QR code để chúng ta biết được đâu là hàng của công ty. Chào các bạn, chúc các bạn một buổi trưa thật sự vui vẻ.